diễn tả như thế nào. So the purpose today is to talk about people and to ask question. What does your best friend look like? Best friend. Friend. Who can answer this question? What does your best friend look like? A beautiful lady. Very good. Yes. You better write that down. A beauty. Full lady. A beautiful lady. This is about the look outside, the appearance. A beautiful lady. But then we want to talk about her character, her. So we ask, what is she like? What is she like? What is she like? Cô ta như thế nào? Như thế nào không phải là look like, mà just is like. She look like something. She or là he. What is she like to you? Like. Cô ta như thế nào? Chúng hỏi là cô ta thích cái gì? What is she like? Chúng hỏi là what does she like? What is she like? Còn như là cô ta như thế nào? Cái tính tình cô ta như thế nào? She like. Okay, there's only one teacher at a time. Okay, what is she like? Like, this is like, giống, chứ không phải là thích, ha? Bởi vì this is an adjective, because there is a verb. What is she like? Giống như thế nào, tính tình như thế nào? What is she like? So who just pretend. Just imagine a friend, and then you can describe what is she like, or what is he like. Bà Loan, bà Thái Loan, lần nào cũng được. What is your best friend like? She's nice. She is nice. Good answer. She is nice. Có cô ta, bà ta tử tế, ha? Very kind. She is very kind. Very kind. Chịu khó hả? She's hard working. Okay. She is hard working. She is hard working. Yeah, she is làm việc nhiều đó, working hard working. Tức là someone, she works hard. You can say she works hard, or she is hard working. She is someone say, what is she like? What is your close friend, your best friend like? Ai có thể trả lời được không? Bà Loan, yeah. She is what? She is very well educated.
Okay, she is well educated. Good. Cô ta học cao ha, học. She is well. Có giáo dục. Well educated. She is well educated. Có giáo dục tức là có đi học nhiều á, có đi học trường đàng hoàng đó. Chứ không phải là người có dạy ở gia đình, không phải là, có thể là well educated but may not be may not be a nice person. Well educated meaning she goes to school a lot. She has high education. Yes. Well educated. She may be she is outstanding in what? In what? Outstanding là vượt bậc. Nhưng mà trên một cái lĩnh vực nào? You can say energy. She has a lot of energy, right? Có nhiều năng lực phải không? Có nhiều năng nổ, tiếng Việt mình có rất là năng nổ, nhiều energy. She is energetic. Okay, we can. Do you copy cái này xong chưa? Have you all copied this? Okay. We can erase this. We can say this is good. She is or he is very energetic. Okay. Energy. Chữ này ra từ chữ energy là năng lượng. Có rất nhiều năng lượng, năng nổ, siêng năng, không có ngồi yên một chỗ đó, tức là lúc nào cũng vận động, cũng làm cái này, cũng làm cái kia, năng động. She's very energetic. Chúng ta đọc chữ này. Energetic. 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 Nhấn mạnh chữ này ha. Energetic. Energetic. Chữ này là energy. Energy. Nếu mà như vậy á, thì là chúng ta phải nhấn mạnh chữ đầu. Nếu mà chữ energy không á, thì là chúng ta nhấn mạnh chữ đầu. Energy. Chữ này là energetic. Giàu lòng nhân tài. She is kind. Kind. She is compassionate. Cái chữ đó là đúng đó. Compassionate. She is compassionate. là giàu tình thương á, nhiều lòng nhân, chứ không phải nhân đạo đó, lòng nhân tức là thấy ai đau khổ thì mình muốn giúp, mình có cái lòng như là mình cũng chia sẻ cái sự đau khổ với người ta bằng cách này hay cách khác là compassionate. Compassionate. Chúng ta đọc compassionate. Compassionate. Chữ này, hai cái này đọc thành ra chữ sh. Compassionate. 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 Oh, this is good. This is people can describe their best friend. Okay, any other description? Tả cái tính tình của cái người này, người bạn tốt của mình đó là cái gì khác nữa không? Many things. She cook delicious meal. Oh, she's a good cook. You can say that she's a good cook. Good. Ta nói là rất là giỏi. She's a good cook.
Vậy nó làm như là rất là giỏi. Nhìn mà giống tả tôi quá vậy. She is a good girl. Cái này là nhận đại đó. She's a good girl. Kiên nhẫn. Wow, this is great. She's a good cook. She is patient. Là gì? Ai hiểu gì không? Patient. Kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Nhưng mà muốn cái gì thì muốn có ngay.